I'm going to record the day. Thought I'd get some evidence. Here. No? Oh, wrong location, wrong wedding. Searching for the wedding venue.
Thằng Dương đã ở đây rồi. Dương đã đúng rồi, rồi. Dương là đúng rồi. Ở đây. Hello. Kính thưa quý vị, đúng là cây trăm cành ắt sẽ về một cội.
Nước ngàn sông sẽ hội tụ một dòng, dẫu ai lãnh tục tìm trong, anh đã yêu thì ngàn năm anh mong đợi. Và hôm nay sự thật đến đây rồi, hai bạn ơi, hai bạn bên nhau cả cuộc đời. Hồi hôn chúng tôi đều phấn khởi, chúc cho đời bạn mãi xanh tươi. Mà kính thưa quý vị thân mến, một điều mà chúng ta rất dễ nhận ra tại sân khấu trường hôm nay đó là sự hiện diện của chú rể Việt Hương, đứng bên cạnh là người vợ thân yêu của mình, đó là cô dâu Thu Hương. Quý vị cảm nhận thấy rằng chú rể xin mời con mình là xin mời em của cô dâu cho nên được rồi. Xin mời em của cô dâu, anh trai đứng cạnh là anh rể đi, anh trai sang bên cạnh anh rể đi. Rất đẹp trai. Đây là toàn thể gia đình anh chị em của cô dâu đang chụp ảnh cùng bố mẹ. Quý vị đang cùng chia đầy sân khấu trường và dự buổi lễ hôn quê của Thu Hương và Việt Hương đang tổ chức long trọng tại sân khấu trường và nhà gái. Những gọi làm kỷ niệm của đại gia đình đang được các phóng viên, những nhà ghi hình đang mở hết tốc độ để ghi chọn những tổng tổng của buổi lễ hôn quê của đoàn trẻ hôm nay. Xin mời vào ngoài của hai cháu. Thank you.
sự hiện diện của toàn thể quý vị là niềm vinh dự đối với hai bên gia đình và là niềm hạnh phúc đối với cô dâu và chú rể. Và ngay bây giờ đây, trân trọng để mời quý vị chúng ta cùng lắng giọng. Chúng ta cũng đã chứng kiến những hình ảnh những giây phút vô cùng thiêng liêng và hạnh phúc của cô dâu và chú rể dành tặng cho nhau. Và đi cùng khẳng định lại một lần nữa tình yêu nồng nàn và cháy bỏng của cô dâu và chú rể. Thế toàn thể quý vị có đồng cùng chú rể Việt Hương 18 ngày hôm nay. Vâng, một ngày thật đặc biệt, một ngày thật duyên dáng để dành cho gia đình họ nhà gái chúng tôi được tiếp đón toàn thể quý vị khách quý đại diện trai họ 40 gia đình. Xin được kính mời toàn thể các cụ công bà gia đình họ nhà gái để xin đón cháu Hương về làm sâu con trong nhà ông bà Huy Ngoan. Và cũng rất là vui khi được đồng chí ban tổ chức giới thiệu tôi là trưởng đoàn lên góp vui ca khúc với các cháu, thì cũng lần đầu tiên và tôi xin được Việt Hương, người đã sinh